Sài Gòn, ngày 30 tháng 4, 8 giờ sáng, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng của Mỹ trên nóc tòa đại sứ Mỹ chuẩn bị bốc những người di tản cuối cùng, rời đi trước khi quân đội Cộng sản tiến tới. Hình ảnh này và tất cả những hình ảnh trong tường trình này được quay bởi một nhóm quay phim của hãng thông tấn UPI-TN, những người đã quyết định ở lại thủ đô đang bị vây hãm để ghi lại chiến thắng cuối cùng của quân Cộng sản miền Nam và quân miền Bắc ở miền Nam Việt Nam. Cuộc không vận của Mỹ chỉ đưa đi một số ít những người muốn rời đi. Và mấy tiếng sau chuyến bay cuối cùng, nhiều người vẫn tụ tập trên nóc đại sứ quán, chờ được giải cứu trong vô vọng. Trong số đó có một chủ lao động người Mỹ đang tìm cách đưa nhân viên của mình đi. Man that should definitely have left. I was waiting for him. He's sitting up here now and here we are. How do you rate the chances? Negligible now. You think the last ones have gone? I think they're all gone. I don't think these people up here are committing suicide staying up here, but what can you do? Những người không kiếm được chỗ trên chiếc máy bay trực thăng đó và có lý do để lo sợ về việc quân Cộng sản chiếm quyền, tìm tới ngã đường duy nhất vẫn cho họ cơ hội thoát thân, sông Sài Gòn. Hàng trăm người hoảng loạn chen nhau leo lên bất cứ con tàu nào mà họ tới được, không quan tâm họ lên tàu như thế nào và để lại gì đằng sau. Đối với tất cả những người này, thật ra đó là một hành trình vô vọng. Quân Cộng sản đã chiếm được cảng Vũng Tàu ở cửa sông. Trùng hợp một cách mỉa mai, khi những chiếc tàu chở quá tải nhổ neo, hành khách bất lực nhìn theo những chuyến trực thăng cuối cùng của người Mỹ bay ngang trên đầu, hướng về hạm đội của Mỹ đang đậu ở nơi chắc chắn an toàn ngoài Biển Đông. Bên trong thành phố, không còn những hành vi ứng xử bình thường nữa. Trong bầu không khí mỗi người tự lo lấy thân, những căn nhà, văn phòng và cửa hàng của người Mỹ bị hôi của lấy đi hết mọi thứ. Đại sứ quán Mỹ bị lục tung chỉ trong vài giờ, mặc dù chính phủ đã cảnh báo những người hôi của sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Những thứ không đáng lấy bị vứt đầy ra đường. Không chỉ có giấy tờ, trên đường phố còn có những vũ khí nhỏ và những món đồ khác trong bộ dụng cụ quân sự mà binh lính Việt Nam Cộng Hòa vứt bỏ. Thậm chí còn có cả xe tăng. Một số chiếc bị hư hỏng, một số vẫn còn nguyên vẹn do binh lính bỏ lại trước khi quân Cộng sản tiến vào. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tan rã. Ngay cả đơn vị không quân thiện chiến cũng cởi bỏ quân phục và vứt bỏ vũ khí của mình. Từ dinh tổng thống, tướng Dương Văn Minh ra lệnh cho tất cả binh lính ngừng chiến, một quyết định khiến người lính nhảy dù này vui mừng. I'm very happy that General Minh come, see? So I see very happy. I cannot say anything now. You think it's right to stop fighting? Yeah, that's right, yeah. Because the Vietnamese people all the fight but more than 25 years now. So now we don't stop fight, we know. I'm very happy, you know. Very happy for the whole lot of kids and me. All the people of the Vietnamese army. What are you going to do yourself now? Right now, if the peace, if I don't have the job, I can take care of one taxi. I can ride around, and make the money every day for my wife and my baby. That's all I want. Drive a taxi. I don't want to fight anymore. See that? Okay. Well. Nhưng không phải ai cũng nhìn nhận chiến bại một cách lạc quan như vậy. Sĩ quan cảnh sát này đã nổ súng tự sát ngay trước tượng đài thủy quân lục chiến vài giờ trước khi quân Cộng sản tiến vào thành phố. Và không lâu sau giữa trưa ngày 30 tháng 4 là cao trào của 30 năm chinh chiến. Đoàn quân miền Bắc bắt đầu tiến vào thành phố trên những chiếc xe cắm cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Vài phút sau đó, xe tăng của họ hút đổ cổng dinh tổng thống và chiếm giữ những vị trí trên mặt đất. Họ không gặp phải sự kháng cự nào. Binh lính Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng bị giải ra và đầu hàng mà không xảy ra giao tranh. Vào ngày cuối cùng, quân Cộng sản chấm dứt cuộc tiến công mà không đổ máu, nhưng phô bày hỏa lực tiềm năng gây ấn tượng ngay cả với những người đã mệt mỏi vì chứng kiến chiến tranh. Những người chủ mới của Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh theo như tên gọi mới rõ ràng rất hân hoan. Đó là cuộc tiến quân có kỷ luật rất cao, là kết quả của việc hoạch định kỹ càng và chi tiết, mà trong đó mỗi một đơn vị biết chính xác mình đi đâu và làm gì. Tất cả diễn ra mà không có một trục trặc nào. Bên trong dinh, tướng Dương Văn Minh, còn được biết với biệt danh Biết Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chỉ mới 2 ngày, chính thức đầu hàng vô điều kiện. Ông đón tiếp những người Cộng sản với câu nói: "Các ông đã tới, cách mạng đã tới." Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp, ông tuyên bố trao quyền lại cho những người mà ông nói xứng đáng nắm quyền hơn ông. Ông và những quan chức được dẫn đi ra một chiếc xe Jeep đang chờ sẵn, cảm thấy được an ủi rằng tuyên bố đầu hàng của ông đã tránh được cảnh đổ máu không cần thiết. Cho đến hết ngày, quân đội miền Bắc và quân Cộng sản miền Nam đều đặn hành quân vào Sài Gòn. Trong số hàng ngàn người tiến vào thành phố, không có một vụ trộm cắp, say rượu, cưỡng hiếp hay nổ súng nào được báo cáo. Những người mà mấy tiếng trước lo sợ cho tính mạng của mình, giờ đổ ra đường để cổ vũ và chào đón. Cảm giác nhẹ nhõm hiện rõ ở Sài Gòn. Những người chiến thắng có vẻ như mong muốn giành được sự hợp tác với những người chiến bại, cũng như những người chiến bại muốn hợp tác với họ. Thật ra sự hợp tác này là thiết yếu, vì Sài Gòn giờ đây không còn lực lượng cảnh sát kiểm soát trật tự trị an hàng ngày. Căng thẳng được giải tỏa khiến cho bầu không khí gần giống như ngày lễ, trong khi hoạt động ăn mừng bắt đầu. Những cuộc biểu tình đầu tiên trên đường phố là của những tăng sư. Nhiều tăng sư từ lâu đã chống đối chế độ quân sự ở Sài Gòn và sự can dự của Mỹ trong cuộc chiến. Những nhóm khác nhanh chóng theo sau và thành phố trở về trạng thái gần như bình thường trong vòng 48 giờ. Giới cầm quyền mới ra cảnh báo rằng những người hôi của sẽ bị bắn và tình trạng vô luật pháp trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt ngay tức thì. Khi ngày đầu tiên sống trong hòa bình khởi đầu ở Việt Nam, ngân hàng và một số cửa hiệu vẫn đóng cửa. Nhưng ở những khu chợ của Sài Gòn, cảnh buôn bán diễn ra như bình thường. Giá thịt và rau củ tăng nhẹ trong 2 ngày đầu tiên dưới chính quyền Cộng sản, rồi sau đó bình ổn. Chợ đen tiếp tục hoạt động mạnh. Đương nhiên có một số thay đổi. Ở ngôi chợ chính, thương nhân đã mau chóng rao bán những lá cờ mới. Với gần như mỗi tòa nhà và hộ dân treo cờ mới cho dịp mừng chiến thắng sắp tới, rất nhiều người tìm mua lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những huy hiệu cờ của chính phủ cách mạng lâm thời cũng được nhiều người tìm mua, cùng với những bức hình của Hồ Chí Minh ở khắp mọi nơi, người mà giấc mơ giờ đã trở thành hiện thực. Có một số vấn đề về nguồn cung ứng ngay trước mắt và tương lai lâu dài cũng không mấy ổn định. Xăng thì khan hiếm và có giá tương đương tới $10 một gallon ở chợ đen vào thời điểm đó. Vì tất cả những nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa trước đây đều do Mỹ đáp ứng và chi trả, nhiên liệu chắc chắn sẽ khan hiếm và đắt đỏ hơn.
và có thể những chiếc xe Honda ở Sài Gòn sẽ vắng bóng trên đường phố. Một dấu hiệu khác cho sự thay đổi chế độ, đó là việc kéo đổ tượng đài thủy quân lục chiến phía trước Quốc hội. Tượng đài này chưa bao giờ làm hài lòng những người Sài Gòn có thái độ ngờ vực. Họ từng nói rằng tượng đài cho thấy một người lính Mỹ thúc một người lính Việt Nam Cộng Hòa đứng trước anh ta vào chiến trận. Chính quyền mới của thành phố đã ra lệnh phá hủy tượng đài và hàng chục người kéo tới để đập mẻ hai bức tượng xi măng to lớn. Sau vài giờ tích cực đập phá, tượng đài bị kéo đổ giữa không khí hân hoan. Hai tuần sau khi quân Cộng sản tiếp quản thành phố, một số trường học mở cửa lại. Ở trường này, một cán bộ Cộng sản trong bộ đồng phục màu đen bắt đầu một khóa học đầu tiên được chính thức gọi là học tập cải tạo. Những học sinh vây quanh cán bộ và sau đó tái hiện cuộc giải phóng miền Nam, một hoạt động đã trở thành tuyên truyền truyền thống của những người Cộng sản. Đế quốc Mỹ và những đồng minh phản động xấu xa chống lại nhân dân và lực lượng cách mạng. Những người hướng dẫn khác thì đang tập dượt cho các em nhỏ chuẩn bị cho những cuộc diễu hành và biểu tình mà sẽ là một phần chính trong hoạt động ăn mừng chiến thắng chính thức kéo dài suốt 3 ngày. Trước đây, nhiều học sinh trốn quân dịch, đặc biệt là nếu cha của họ có đủ tiền để hối lộ những quan chức. Nhưng Hà Nội giờ đã nắm quyền kiểm soát và mọi người phải nghe theo. Chính quyền mới lần đầu tiên ra mắt người dân một tuần sau khi quân Cộng sản chiếm Sài Gòn. Từ ban công của dinh Tổng thống, những thành viên của Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn phát biểu trước đông đảo binh lính, tề tựu không chỉ để ăn mừng chiến thắng mới đây của riêng họ, mà còn ăn mừng 21 năm đánh bại quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Khoảng 30.000 người đã đến xem. Sau những bài diễn văn là tới những cuộc diễu hành với những tấm áp phích của Hồ Chí Minh đi đầu. Ngày hôm sau, ký giả nước ngoài có cơ hội tìm hiểu thêm về những nhà lãnh đạo mới của Sài Gòn khi Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố, tướng Trần Văn Trà, tổ chức một buổi họp báo. Đoàn kết chặt chẽ, hợp đồng chặt chẽ trong mọi công tác thì dứt khoát là có thể giải quyết được hết. Một cuộc tập hợp diễn ra một tuần sau đó giới thiệu chính phủ cách mạng lâm thời. Trên ban công là Tổng tham mưu trưởng quân đội miền Bắc Văn Tiến Dũng. Ngay bên cạnh là Chủ tịch chính phủ lâm thời Huỳnh Tấn Phát. Sau đó là ông Lê Đức Thọ, người thương thuyết Hiệp định Paris, và bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ lâm thời. Tất cả họ trông rất hài lòng khi xe tăng của miền Bắc dẫn đầu cuộc diễu binh mừng chiến thắng. Cả một sư đoàn 10.000 binh lính tham gia, nhưng vì miền Bắc luôn nói rằng họ không có binh lính ở miền Nam,
Mỗi một người lính trong đoàn diễu binh đều đeo huy hiệu của chính phủ cách mạng lâm thời. Khi cuộc diễu binh tiếp diễn, ấn tượng chung cuộc là một hồi kết khép lại hàng chục năm chiến tranh. Những người cộng sản đã thiết lập toàn bộ quyền kiểm soát lên miền đất đột nhiên trở thành của họ.